Thưa quý vị và các bạn, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia tập luyện. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao được hình thành và duy trì hoạt động thường xuyên ở các địa phương trong tỉnh, qua đó tạo ra sân chơi bổ ích, trở thành những điểm đến hữu ích để người cao tuổi được giao lưu, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có khoảng 160.000 người cao tuổi, chiếm 140.000 hội viên hội người cao tuổi của tỉnh. Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi được phát triển mạnh, không chỉ ở thành thị, mà ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Toàn tỉnh duy trì hoạt động 254 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút 10.454 người cao tuổi tham gia. Hàng năm, hội người cao tuổi các cấp duy trì tổ chức hội thi văn nghệ, thể thao, chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Từ đó không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường sức khỏe, mà còn xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hội người cao tuổi này nói chung là cũng có nhiều cái lợi ích. Cái thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe trong hàng ngày, cũng như công việc rảnh rỗi, tôi cũng tập hợp lại để truyền đạt lại những cái kinh nghiệm thể dục thể thao, rồi là nói chung là văn nghệ của địa phương mình đang ở. Các cô thường thường là tham gia để luyện tập, để nâng cao sức khỏe, để thứ nhất là giúp ích cho bản thân, thứ hai nữa là hòa đồng xã hội, để tuổi cao nhưng mà chỉ cần cao. Đối với người cao tuổi, việc rèn luyện thể dục thể thao đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Phần lớn người cao tuổi sinh hoạt trong các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, yoga. Dù ở bộ môn nào, các cụ cũng nêu cao tinh thần tập luyện tích cực, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng duy trì thường xuyên là luyện tập. Rồi nhất là cái hội của cao tuổi là cái tập dưỡng sinh đó, như sáng nào cũng có tập. Và các phong trào khác thì nó từng đạt, ví dụ văn nghệ thì cũng có đạt thôi, nhưng mà dưỡng sinh là nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với hội cao tuổi các cấp đó, là có kế hoạch để là phát động thành lập thêm nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đó, để mà động viên người cao tuổi là tập luyện thường xuyên đó, từ đó là để cho người cao tuổi đó trở thành một lực lượng là còn đóng góp được sức mình cho xã hội cũng như là cho gia đình. Được sự quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ ở các địa phương đã góp phần tập hợp, thu hút đông đảo người cao tuổi vào hội. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi ngày càng được nâng lên, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.